Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ nói đến một chủ đề đó là cách để tiết kiệm tiền, tiêu tiền ít hơn. Lối sống tối giản với những cái nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả sẽ là chìa khóa giúp bạn quản lý tài chính thông minh và có thể là gia tăng thu nhập. 25 cách này sẽ dễ dàng thực hiện và đạt được cái mục tiêu tài chính cá nhân của bạn. Và chúng ta bắt đầu nhé. Thứ nhất là lập kế hoạch chi tiêu, xác định rõ ràng thu nhập và chi tiêu hàng tháng của bạn. Lập ngân sách cho từng cái khoản chi tiêu để quản lý tài chính hiệu quả hơn một vài ví dụ để có thể lập kế hoạch ngân sách chi tiêu mình sẽ nhắc ở đây có hai cái quy tắc đó là quy tắc 50 20 30 là phương pháp phân chia thu nhập đơn giản nhưng là rất là hiệu quả giúp bạn cân bằng cái giữa cái nhu cầu thiết yếu tiết kiệm và chi tiêu cá nhân cách thực hiện là 50 phần trăm dành cho nhu cầu thiết yếu bao gồm các cái khoản chi phí như là tiền nhà tiền điện tiền nước thực phẩm hay là đi lại vân vân và vân vân. Nói chung là đây là những cái chi tiêu hàng tháng bạn nhất định phải trả. 20% dành cho tiết kiệm về và đầu tư nữa giúp bạn đạt được cái mục tiêu tài chính dài hạn như là mua nhà, mua xe hay là nghỉ hưu sớm. 30% thì dành cho chi tiêu cá nhân bao gồm các khoản chi tiêu cho bản thân như là mua sắm, giải trí hay là ăn uống. Quy tắc tiếp theo đó là 6 chiếc lọ phương pháp này giúp bạn quản lý tài chính chi tiết hơn bằng cách phân chia thu nhập vào 6 cái chiếc lọ riêng biệt. Trước đây mình cũng đăng một cái bài podcast về cái 6 quy tắc này thì bạn có thể tham khảo thêm mình sẽ để link phía dưới. Cách thực hiện, lọ thứ nhất là 55% nhu cầu thiết yếu giống như là cái quy tắc 50 20 30 lúc nãy mình đã nhắc tới là sử dụng cho các cái khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày. Lọ thứ hai là 10% tiết kiệm dài hạn, tương tự như ở cái mục trên thì là dành cho mục tiêu tài chính dài hạn như là mua nhà, mua xe hay là nghỉ hưu sớm. Lọ thứ ba 10% đầu tư và tri thức giúp bạn nâng cao kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân. Lọ thứ tư, 10% hưởng thụ dành cho các cái hoạt động giải trí mua sắm cho bản thân. Lọ thứ năm là 10% tạo thu nhập đầu tư vào các cái kênh khác nhau để có thể gia tăng thu nhập chẳng hạn như là đầu tư vào chứng khoán hay là đầu tư vào mua trái phiếu. Lọ thứ sáu, 5% là từ thiện chia sẻ với những cái người có hoàn cảnh khó khăn hơn, đóng góp vào các cái quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo đói chẳng hạn. Lợi ích của việc áp dụng hai quy tắc này là gì? Giúp bạn kiểm soát được cái chi tiêu hiệu quả hơn, tránh tình trạng là thâm hụt ngân sách tạo cái thói quen tiết kiệm và đầu tư cho tương lai giúp bạn đạt được cái mục tiêu tài chính nhanh chóng hơn mang lại cái sự an tâm và tự chủ trong cuộc sống của bạn và một vài lưu ý là hai cái quy tắc này chỉ là cái gợi ý thôi nhé bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu tài chính của mình. quan trọng là bạn cần phải kiên trì áp dụng nó và theo dõi hiệu quả để có thể điều chỉnh phù hợp hơn với cả hoàn cảnh. Hãy tìm hiểu thêm về các cái kiến thức tài chính để quản lý tiền bạc hiệu quả, có thể là qua những cái cuốn sách nổi tiếng hay là những khóa học. Cách thứ hai, theo dõi chi tiêu, ghi chép lại tất cả các khoản chi tiêu cho dù là nhỏ nhất, sử dụng các cái ứng dụng quản lý tài chính để có thể theo dõi chi tiêu dễ dàng hơn. Nếu bạn cảm thấy là mất thời gian hoặc là bạn hay quên ghi chép lại khoản chi tiêu nhỏ thì có thể dùng cách như là trong ứng dụng của ngân hàng của mình ấy hàng tháng có một báo cáo biểu đồ chi tiêu cho từng mục như là 20% cho du lịch hay 60% cho ăn uống thì mình sẽ biết rõ và điều chỉnh được. Cách thứ ba là cắt giảm chi tiêu, xác định những cái khoản chi tiêu không mang lại giá trị thiết thực, cắt giảm hoặc loại bỏ những cái khoản chi tiêu này bằng cách nào? Đó là có thể là bạn tiền đóng thẻ phòng tập hàng tháng nhưng như bạn đi tập gym này nhưng bạn lại chẳng mấy khi đi và bạn lại đi đánh tennis hoặc là tiền đăng ký các cái kênh phim trực tuyến như là Netflix, HBO, nghe nhạc Spotify hay bất cứ cái ứng dụng nào mà bạn thử đăng ký miễn phí sau đó bạn quên không hủy đăng ký và cuối tháng thì bạn tự động bị trừ tiền. Mình thường hay bị như vậy nên bây giờ thì mình kiểm tra kỹ càng và đăng ký miễn phí một ứng dụng thì mình hủy đăng ký luôn thì tránh quên và cuối tháng thì mình sẽ bị trừ tiền. Nếu tháng sau bạn thực sự thích cái ứng dụng này thì bạn cũng không muộn đúng không để có thể tiếp tục đăng ký tiếp tục theo dõi thứ tư tự nấu ăn hạn chế ăn ngoài và tự nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí chuẩn bị thực đơn trước để tiết kiệm thời gian và tiền bạc tránh trường hợp ra ngoài khi bạn đang đói bụng đang đói hoặc là đi lướt cửa hàng lướt các cái trung tâm mua sắm mệt mỏi uể oải Thì bạn sẽ ăn uống bên ngoài sau vài tiếng mà bạn đã đi khắp các cửa hàng thứ năm là mang theo đồ ăn trưa chuẩn bị đồ ăn trưa mang đi làm thay vì mua thức ăn sẵn này giúp bạn kiểm soát được khẩu phần ăn, tiết kiệm chi tiêu cũng như là bảo đảm sức khỏe. Cái này có thể khó áp dụng nếu bạn đang làm ở văn phòng mà không phải làm tại nhà, làm việc tại công ty vì đồng nghiệp sẽ hô hào đi ăn trưa bên ngoài, bạn không thể là từ chối hoặc là bỏ lỡ các buổi đi ăn chung được. Có thể là bạn chọn ra một hoặc là hai ngày đi ăn cùng đồng nghiệp này, những ngày còn lại thì hãy khéo léo đề nghị đi cùng nhưng có thể là sẽ mang theo đồ ăn của bạn hoặc là bạn có thể nói mọi người gọi đồ ăn về công ty và ăn chung thứ sáu là hạn chế mua sắm chỉ mua những cái thứ thực sự cần thiết thôi tránh mua sắm theo cảm xúc một đề tài về mua sắm bốc đồng thì mình cũng đã đề cập trước đây và mình đã làm video podcast mình cũng sẽ để link phía dưới để cho bạn có thể tham khảo chẳng hạn như là hạn chế mua sắm gì khi có con nhỏ thế nào là mua sắm bốc đồng Thứ bảy, cách thứ bảy là lập danh sách mua sắm Viết danh sách những cái thứ cần mua này trước khi đi mua sắm Giúp bạn tránh mua những cái thứ không cần thiết hoặc mua sắm thực phẩm có thể đặt hàng online này như là mình ấy thì mình nghĩ là đấy là một cách tiện lợi không mất thời gian lang thang các cửa hàng phát sinh ra mua sắm bốc đồng để mua những cái thứ không thực sự cần thiết trong cái thời gian hiện tại nếu như bạn nào muốn tự chọn đồ ăn ấy như mình thì mình đi xe đạp ra khu chợ gần nhà để chọn đồ ăn tươi thứ tám là so sánh giá cả trước khi mua để tìm được cái nơi bán với giá tốt nhất sử dụng các cái trang web hoặc sử dụng so sánh giá để tiết kiệm chi phí. Mình đã nhiều lần tiết kiệm được một khoản kha khá khi so sánh giá cả nhiều nơi trên các cái trang bán hàng và vừa tiện thể đọc các cái bình luận của người mua này để biết thêm chi tiết nguồn gốc của món đồ. Thứ 9, mua sắm đồ cũ. Tìm kiếm những cái món đồ cũ nhưng mà chất lượng tốt thay vì mua đồ mới giúp bạn tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường nữa. Nếu như bạn đang theo lối sống xanh, mình còn hay trao đổi với hàng xóm này, cho mượn đồ hoặc là bán lại có nhiều cái trang nhóm trên mạng xã hội để chúng ta có thể tham gia giao bán hoặc là trao đổi những cái món đồ từ sách cho đến quần áo, đồ điện tử, đồ gia dụng. Thứ 10, tận dụng ưu đãi khuyến mại hoặc là các cái chương trình cashback này, cộng điểm hàng tháng này. Cách thứ 11, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe riêng chẳng hạn thì giúp bạn tiết kiệm chi phí xăng xe và bảo dưỡng xe này mua xe sẽ kèm theo rất là nhiều chi phí nếu như thực sự bạn không cần đến nó và bạn đang có ý thức bảo vệ môi trường thì mình cũng đã là làm một cái podcast về chủ đề này đó là bốn mẹo tiết kiệm thời gian, tối giản chi tiêu. Nếu các bạn có xem thì mình sẽ để link phía bên dưới. 12 đi bộ hoặc là đi xe đạp. Đi bộ hoặc đi xe đạp sẽ cho những cái quãng đường ngắn thôi. Giúp bạn tiết kiệm này chi phí và rèn luyện sức khỏe. Tất nhiên là nếu như là bạn ở cái nơi bạn sống là nó đủ điều kiện để bạn có thể đi bộ Ở Ba Lan thì mình sở hữu một chiếc xe đạp đưa con đến trường trong cái phạm vi khoảng trên dưới một cây thôi Hoặc cũng có thể là đi chợ gần nhà bên này thì mình có dịch vụ cho thuê xe, xe ô tô, này xe đạp, này xe hẩy này Có rất là nhiều cái ứng dụng đấy và mình nghĩ là đây một cách tiện lợi mọi lúc mọi nơi 13. Hạn chế sử dụng dịch vụ giao hàng bạn có thể tự đi mua sắm hoặc là nấu ăn tại nhà giúp bạn tiết kiệm chi phí và tránh bị phụ thuộc vào một người nào đó. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì có thể đăng ký gói đưa hàng hàng tháng sẽ giảm bớt số tiền nếu như bạn chi trả riêng lẻ cho mỗi một đơn đặt hàng. 14. Tự sửa chữa những cái vật dụng nhỏ, những cái đồ ở trong nhà của bạn tự sửa chữa những cái vật như là bàn ghế hay là đồ điện tử chẳng hạn mình sẽ tự sửa sơn sửa lại phòng cho con trai mình này khi mà mình sơn tủ bàn ghế cho con trai mình ấy và cái màu yêu thích của con ấy thì con cũng rất là hứng thú và hăng say giúp đỡ mẹ nữa đến đôi giày lâu năm của mình đi ở ba lan vào mùa đông thì bị bong đế mình đã mua keo dính và dán lại giờ thì vẫn có thể đi lại ngon lành đôi giày có tuổi đời sắp xỉ cũng trên dưới 10 năm rồi thì mình nghĩ là cái gì sửa được thì sửa cách thứ 10 năm tận dụng các dịch vụ miễn phí Tham gia các cái hoạt động giải trí miễn phí giúp bạn tiết kiệm chi phí và thư giãn tinh thần như là các cái buổi event họp mặt được tổ chức bởi địa phương, bởi chính quyền, bởi nơi bạn ở các cửa hàng công ty lớn hoặc cũng có thể đến thư viện bảo tàng khi họ có một một hoặc là hai ngày trong tuần cho các cái buổi event cho chúng ta tham quan miễn phí. Cách thứ 16, hạn chế sử dụng thẻ tín dụng. Tránh sử dụng thẻ tín dụng để tránh chi tiêu quá mức đặt giới hạn thẻ ngân hàng và cũng tùy từng trường hợp thôi Dụ như là trường hợp của mình thì mình tiêu thẻ tín dụng vì được lãi suất phần trăm khi mua sắm này, dạng cashback này Hoặc là ở những cái cửa hàng liên kết và sau đó thì cuối tháng thì mình vẫn trả đều hoàn trả trước kỳ hạn thanh toán thẻ tín dụng này Tất nhiên là mình chưa bao giờ đi qua giới hạn hoặc là trả chậm Mình đã dùng cái cách này cũng được khoảng ở trên 10 năm rồi và mình thấy là rất ổn Và bạn có thể sử dụng tiền mặt để kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn 17. Thanh toán hóa đơn đúng hạn Khi mà bạn thanh toán hóa đơn đúng hạn thì sẽ tránh bị phạt hoặc là bị mất đi cái phần trăm giúp bạn duy trì lịch sử tín dụng tốt nếu như bạn muốn vay ngân hàng hoặc là mình thì mình cứ nhận lương tháng hay là mình trả tiền sinh hoạt hàng tháng và cài đặt phần tự động số tiền được chia đều ra nhiều quỹ đầu tư khác nhau nữa, tránh trường hợp là tiêu hết tiền cho những cái món đồ không thật sự cần thiết, sau đó mới nghĩ tới việc là trả tiền chi phí sinh hoạt hoặc là đầu tư. Cách thứ 18 là tự làm quà tặng thì có thể tặng cho bạn là người thân giúp bạn tiết kiệm Chi phí thể hiện sự chân thành Bởi vì các cái món đồ DIY ấy, Thì không mình nghĩ là không có cái gì là xấu cả Nhiều khi nó còn mang lại cái giá trị tích thực Và chân thành hơn là những cái món đồ Sang trọng nhưng mà nhiều lúc lại không phù hợp Với cả người được tặng Mình thì mình hay tặng những cái trải nghiệm cho người thân Như là vé đi xem ca nhạc, đi du lịch Ăn uống buffet hoặc là nhà hàng Người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta yêu thích Thứ 19 là tái sử dụng đồ đạc khi mà những cái đồ đạc cũ ấy, giúp bạn tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường hơn Tặng hoặc là được tặng những cái món đồ đã qua sử dụng Nhưng mà vẫn còn tốt từ người thân bạn bè nhất là những cái đồ quần áo Hoặc là sách, đồ chơi cho trẻ em Trao đổi sách, đồ dùng mà mình không cần đến với những người khác thì đó là một cách tốt và có thể là bạn không cần nhưng người khác lại cần. 20, sống đơn giản, hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết, tắt chặn quảng cáo, tin nhắn xóa các ứng dụng mua sắm, hủy bỏ những cái trang mua sắm, tập trung vào những cái thứ thực sự quan trọng hơn. 21 trân trọng những gì bạn đang có, biết ơn những gì bạn đang có, tránh so sánh bản thân với những cái người xung quanh của bạn. Khi bạn so sánh bản thân với người khác thì bạn sẽ mất đi phương hướng và mục tiêu cho cái việc tiết kiệm và bạn sẽ mất kiểm soát mua theo trào lưu này, mua bốc đồng này để giống như là một ai đó hay là đơn giản là chỉ vì bạn không muốn thua kém hàng xóm, bạn bè, người thân và bạn có thể xem video về nỗi sợ làm người khác thất vọng thì mình cũng sẽ để link phía bên dưới 22 tự tạo niềm vui cho bản thân tìm kiếm những cái cách giải trí đơn giản, tiết kiệm thay vì tham gia những cái hoạt động giải trí đắt tiền từ khi mà mình theo lối sống đơn giản có chút tối giản thì mình đã hiếm khi lang thang các cái trung tâm mua sắm hay là những cái nơi mà phải phung phí tiền bạc một cách mất kiểm soát thay vào đó thì mình tập trung vào trau dồi kiến thức này phát triển bản thân này đọc sách này đầu tư vào những sức khỏe tinh thần và thể chất tập thể dục sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là vật chất bạn có thể đọc và nghe podcast của mình Thế nào là một cuộc sống bền vững Cách thứ hai ba là chia sẻ tài nguyên với bạn bè, người thân để có thể tiết kiệm chi phí Có thể là cùng đi du lịch chung này, tốn tiền thuê một chiếc xe riêng dành cho một hoặc là hai người Thay vào đó là năm người chia đồng đều tiền đi lại ăn uống cũng như là khách sạn Bạn không nhất thiết phải mua hay là sở hữu một món đồ nào đó hay là những cái món đồ gia dụng. Nếu như, như cả năm bạn ăn lẩu một đến hai lần thì bạn có thể mượn cái song lẩu này hoặc là bạn đi trừ tuyết. Một năm có một lần thì bạn có thể mượn người hàng xóm hoặc là thuê. 24. Tham gia các cái nhóm tiết kiệm để có thể học hỏi kinh nghiệm trên mạng xã hội để cùng chia sẻ cái kinh nghiệm quý báu. Cách cuối cùng là luôn ý thức về việc tiết kiệm, luôn ghi nhớ cái mục tiêu tiết kiệm của bạn và thực hiện những cái hành động để đạt được cái mục tiêu đó, đó là một quá trình học hỏi, kiên trì, bạn đừng lên bỏ cuộc giữa chừng khi chưa đạt được cái mục tiêu, nên nhớ rằng bạn tiết kiệm để giải phóng bản thân khỏi những cái nợ nần và các cái khoản chi tiêu không tên có một cái tài chính cá nhân vững chắc Chứ không phải là sống bẩn tiện hay là buồn xỉn keo kiệt với người thân xung quanh hay là với chính bản thân của mình Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết mình viết trên trang của mình đó là tiết kiệm hay bẩn tiện Và một lời khuyên khác nữa nhé là bắt đầu từ những cái việc nhỏ này không cần là phải thay đổi tất cả thói quen cùng một lúc Vì bạn có thể bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất dần dần thì thay đổi thói quen Bạn nên nhớ là để hình thành một cái thói quen thì chúng ta phải mất khoảng 30 ngày bạn nên kiên nhẫn nữa tiết kiệm thì là một quá trình lâu dài kiên nhẫn và không bỏ cuộc tìm kiếm niềm vui trong cái việc tiết kiệm này vì khi mà bạn đã đạt được cái mục tiêu thì bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa và cái niềm vui đấy sẽ mang đến cho bạn và bạn sẽ có một cuộc sống dễ dàng hạnh phúc hơn mình mong rằng là bạn có thể đặt ra được cái mục tiêu cho năm mới này và bạn sẽ hoàn thành nó chúc các bạn thành công xin chân thành cảm ơn các bạn